Em chào cả nhà nhé. Phiên trưa của ngày 20 tháng 12 năm 2022 thì em vừa cập bến thêm được rất là nhiều những cái loại địa lan đẹp như là địa lan vàng kim bảo này, địa lan thanh ngọc này. Bên cạnh đó thì em có đai châu Thái, hàng đang nụ chuẩn hoa Tết. Số điện thoại liên hệ đặt hàng ở bên nhà em là 0981 550 768. Địa chỉ vườn lan là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định nhé. Những cái mặt hàng hôm nay em lên thì chủ yếu là những cái mặt hàng đang nụ, đang hoa để phục vụ cho cả nhà chơi Tết. Denzo này, Vanda này, đai châu. Châu thì em có hàng to, hàng nhỏ nhé. Nên là các bác có nhu cầu thì mình có alo trực tiếp qua cái số điện thoại em ghi ở trên màn hình ạ. Địa lan thanh ngọc em về phục vụ các bác chơi Tết đây ạ. Hàng thì phải gọi là đẹp xuất sắc luôn nhá. Cái lô địa lan này của nhà em nó là cái hàng loại 1, hàng tuyển. Cây tươi ngặt luôn ạ. Trung bình một chậu như thế này thì nó cứ dao động khoảng tầm 5-6 vòi hoa đổ lên. Và mỗi một vòi hoa thì nó lại dao động từ 12 đến 15 bông hoa nhá. Quý phi thanh ngọc này thì nó chỉ có duy nhất một mặt hoa thôi ạ. Đây, nó là cái màu dạng xanh cốm như thế này. Cánh xanh cốm, lưỡi trắng và họng vàng nhá. Dòng này cái hương thơm của nó cực kỳ là dễ chịu luôn ạ. Nó thơm nhưng mà nó thơm dễ chịu, thơm dịu nhẹ ấy mọi người, chứ không phải là thơm nồng, thơm gắt nhá. Đó, một chậu thanh ngọc như này thì em chia sẻ đến các bác giá là 350.000 một chậu. Từ hai chậu đổ lên em bao ship cho các bác nhá. Còn các bác lấy một chậu thì phí ship là 30.000 giúp em ạ. Đây, mọi người nhìn cho em này. Thân lá rất là đẹp luôn nhá. Cái củ của nó rất là dày mình luôn ạ. Nụ đây. Nụ hiện tại nó đang ở cái tầm vừa phải, chứ nó không phải là cái hàng nụ non choẹt đâu nhá. Đây này, nụ bộp vừa phải này. Mặt bông thực tế đây, ở nhà em đang có một bông nó mới nở đây này. Đẹp lắm mọi người ơi. Quý phi thanh ngọc này nó được mệnh danh là một trong những cái loài hoa lan đẹp nhất, sang trọng bậc nhất luôn này. Yêu vô cùng luôn. Cái hàng này về bây giờ các bác sang chậu cho em nhé. Mình trồng bằng chậu sành, chậu sứ. Giá thể trồng thì mình trồng bằng vỏ thông vụn giúp em ạ. Và đối với tất cả các dòng địa lan thì mình chăm sóc cho nó, mình chỉ tưới nước vừa phải thôi, không cần phải ngày nào cũng tưới nhé các bác nhé. Khoảng tầm 2 đến 3 ngày mình phun nhẹ ở phần gốc cho em. Tuyệt đối không được tưới nước vào nụ và hoa nhé. Nếu như mà các bác muốn chơi bền thì mình tuyệt đối không được tưới nước vào nụ và hoa. Còn cái dòng địa lan này thì các bác chơi cho em 2 đến 3 tháng nhé. Đẹp vô cùng đẹp luôn này. Em ôm thanh lý được một cái lô trầm rồng đỏ vét vườn nhá. Đây, hàng thì hiện tại là nó xuống lá toàn bộ rồi. Các bác chuẩn bị được chơi hoa chuẩn Tết luôn nhá. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến các bác một cái combo 8 chậu trầm rồng đỏ như thế này, với giá là 350.000 em bao ship đến tận tay cả nhà nhá. Trầm rồng đỏ thì nó chỉ có duy nhất một mặt hoa thôi ạ. Hoa thì cực kỳ thơm và bền này. Coi như là em bán cho mọi người là cái này là hàng giống đi. Coi như là cho các bác lấy giống đi. Đây, về vừa được chơi hoa này. Chơi hoa xong rồi các bác dưỡng cây. Dưỡng cây thì nó khỏe lên nhá. Đây, tình trạng cây đây. Nó đã xuống lá gần như là hết rồi, cho nên là nhìn cái chậu nó hơi thưa một chút nhá, hơi thưa một chút. Những cái dòng thân thòng này về bây giờ độ khoảng 7 ngày đến 10 ngày, mọi người chỉ phun nhẹ vào phần gốc cho em thôi nhá. Tuyệt đối đừng tưới ở phần thân. Để cho nó ra hoa kịp Tết nhá. Đó. 380.000 một combo được 8 chậu trầm rồng đỏ luôn này. Rẻ quá. Trước em bán cứ tính thân ra là 250.000 một thân nhá. Bây giờ 350.000 được tận 8 chậu. Mỗi chậu ít nhất là sẽ được 3 thân, đấy là em tính ít nhất nhá. Còn có những cái chậu được tầm 4-5 thân. Đây là em bán cho mọi người một combo nhé. Một combo 8 chậu
thì nó sẽ có chậu nọ chậu kia, chứ không phải là chậu nào cũng đều 4-5 thân nhá. Nó sẽ có chậu 2 thân, chậu 3 thân nhá. Mitsu hoa trắng tím các bác nhá. Hàng đẹp cực kỳ luôn. Đây mọi người nhìn cho em, lá tròn xoe luôn này. Cái hàng này thì em chia sẻ đến các bác 1 kg với giá là 380.000, em bao ship đến tận tay cả nhà luôn. Và hàng hiện tại bây giờ là có cây đang có nụ, có cây thì chưa nhá. 1 kg này thì nó cứ dao động 3 đến 5 cây hoặc là 5 đến 7 cây. Đây những cái hàng mà 3 5 cây thì cây nó sẽ như thế này nhá, nó tương đối như thế này. Còn cái hàng 5 đến 7 cây thì nó sẽ nhỏ hơn. Đây nụ này mọi người nhìn này. Nụ thì bây giờ nó mới chỉ hơi hé hé hạt gạo thôi. Cái này thì các bác làm cho em một mã này về, các bác gắp trụ cho em, đẹp cực kỳ luôn. Đây cây đây. 380 cân cả nhà nhá. Các bác lấy hàng gọi là hàng nhỡ đi thì là được khoảng tầm 3 cây một cân. Còn cái hàng nhỏ thì là dao động 5 đến 7 cây nhá. Nụ này. Hiện tại là bây giờ không phải là 100% cây nào cũng có nụ, mà nó chỉ được khoảng tầm 80% cây đang có nụ thôi nhá. Hàng em bao đẹp cho cả nhà nhá. Còn cái này thì chỉ có một cái lưu ý nho nhỏ là vì nó là cái hàng rừng bóc. Nói chung là tất tần tật những cái hàng bóc trụ ấy ạ, thì cái lá chân của nó sẽ không bao giờ nó được đẹp đâu. Lá chân nó sẽ không bao giờ được đẹp nhá. Đấy là em nhấn mạnh luôn cho các bác đấy ạ. Còn những cái phần lá, lá trên này, lá ngọn này thì đẹp miết mát. Phải gọi là rất là đẹp luôn đấy ạ, tròn xoe luôn nhá. Có mỗi cái lá chân là em lưu ý luôn với cả nhà là lá chân 100% cây nào cũng thế, không có một cây nào lá chân đẹp nhá. Đẹp chưa cả nhà? Đều tăm tắp luôn, đúng như một đàn lợn con luôn. Denzo hoa Tết các bác nhá. Hàng hiện tại bây giờ là khoảng 80% cây đang có nụ rồi. Còn 20% những cây kia là nó đang sưng nụ nhá. Đây, hôm nay thì em chia sẻ với các bác một combo 5 chậu Denzo như thế này với giá là 300.000, em bao ship đến tận tay cả nhà. Và cái bảng màu Denzo hôm nay thì em có tất cả là 4 màu. Em sẽ đánh mã số từng màu một nhá. Màu số 1 này là màu vàng chanh, lưỡi trắng. Màu này là màu mới trong bảng màu nhá. Màu số 2 là màu vàng tia. Màu số 3 là màu vàng nghệ, lưỡi đỏ. Và màu cuối nó là màu vàng đỏ. Trong một combo các bác muốn lấy đủ màu thì các bác báo em, hoặc là muốn lấy một màu thì mọi người đọc cho em cái mã số ra nha, em sẽ chọn cho các bác. Và cái số thân nó còn phụ thuộc vào màu hoa. Như cái màu số 4 màu vàng đỏ ấy ạ, thì là một chậu của nó chỉ được khoảng tầm 2 đến 3 thân thôi. Đây, hàng thì thân tơ tít nhá, đẹp cực kỳ luôn ạ. Cái dòng Denzo này thì em lưu ý với bác một xíu là nó là cái lá này nó tươi, nó giòn, nó rất là dễ bị dập lá, nứt lá một tẹo. Thì đây, tình trạng lá này là em cũng báo luôn mọi người là lá nó sẽ không được đẹp mướt mát 100% từ lá thân đến lá ngọn đâu nhá. Thi thoảng là sẽ xuất hiện một vài cái lá là nó sẽ hơi bị lỗ một xíu nhá. Nên là cái đấy thì cũng rất là mong các bác thông cảm. Đây, dòng này là dòng Denzo lá nhựa này. Hoa cực kỳ bền nhá. Một năm nó sẽ ra mấy đợt hoa đấy ạ. Đẹp lắm. 100% thân tơ tít nhá. Đây là cái lô Vanda của nhà em này. Vanda thì hiện tại bây giờ là phần lớn là đang sưng nụ nhá. Phần lớn là đang sưng nụ. Thì hôm nay em về được hai cỡ cây, một cỡ cây nhỏ và một cỡ cây to. Thì cái hàng nhỏ như này này, em sẽ chia sẻ đến các bác một combo 3 cây với giá là 300.000 em bao ship nhá. Em có tất cả là 5 màu hoa. Màu thứ nhất này là màu đỏ cam này. Màu thứ hai là màu tím nhá. Màu thứ ba là màu xanh blue. Màu thứ tư là màu đỏ ớt. Và màu cuối này là màu hồng da beo. Các bác muốn lấy màu số mấy thì khi mà đặt hàng các bác báo em nhé. Đây hai cỡ cây này, cỡ nhỏ là 300.000 một combo 3 cây bao ship này. Còn cái cỡ to hơn này, cỡ to hơn thì đợt này cây nó không được thẳng lắm đâu, nó sẽ hơi cong đấy ạ. Thì đây em bán cho các bác một combo 2 cây to như thế này với giá là 390.000. 390.000 nhá. Giá này em cũng bao ship cho mọi người luôn. Mà cái hàng to này thì em không có nhiều, số lượng cực kỳ ít luôn. Chắc là được khoảng tầm 20 cây thôi đây. Cây đây.
Nó sẽ cong cong như thế này nhá. Toàn bộ cái giá Vanda em đều bao ship cho các bác nhá. Và cái dòng này là dòng dễ gió này, cho nên là mọi người không cần phải cho giá thẻ gì đâu, cứ để nguyên cho nó mọc tự nhiên thôi. Và Vanda này thì em luôn luôn lưu ý với các bác là dòng này lá nó rất là giòn, cho nên là 100% cây nào nó sẽ hơi bị lỗi lá một tẹo nhá. Nó bị nứt nứt lá do vận chuyển đấy các bác. Mãn Thiên Hồng hoa nở chuẩn Tết các bác nhá. Mãn Thiên Hồng của nhà em nó là cái cốc hai ngồng hoa. Đây, dòng này nó là cái dòng hoa phân nhánh. Hoa cực kỳ bền luôn. Các bác chơi hoa tầm 4-5 tháng cho em. Và Mãn Thiên Hồng này nó chỉ có duy nhất một màu hoa. Nó là cái màu hồng tím nhá. Đẹp cực kỳ luôn ạ. Dòng hoa phân nhánh này. Đây các bác nhìn cho em này, những cái tay hoa này. Nó đang bắt đầu nó phân phân ra rồi nhá. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến các bác một combo 5 cốc Mãn Thiên Hồng như thế này với giá là 380.000 em bao ship nhá. 5 cốc mọi người nhá. 5 cốc mà có 380.000 tính ra là có hơn 70.000 một cốc thôi. Rẻ hơn giá thị trường 10.000 một cốc đấy. Mà em lại còn bao ship nữa nhá. Đó. Một cốc này của nó được hai vòi hoa nhá, và cái dòng Mãn Thiên Hồng này nó là cốc 2.8 nhá. Size 2.8 nó không có size to hơn nữa đâu ạ. Chỉ có duy nhất một size này thôi. Đẹp cực kỳ luôn. Đây như cái này này thì cái ngồng này nó còn hơi ngắn một xíu nhá, hơi ngắn nhá. Hai ngồng đấy ạ, cốc nào cũng là hai ngồng, 100% là hai ngồng hết nhá, không có cốc nào một ngồng đâu các bác nhá. Đây. Những cái nụ như thế này này. Là nó sẽ nở chuẩn tép 100% luôn các bác nhá.